tình hơn ai. Tổng bang có kỹ dân trận đầu cử phách, làm kiếm bang nhất điện. Nhất điện phải binh hồi. Trả lại cho anh. Hơn lúc nào hết tôi bình tĩnh hơn ai. Tổng bang có kỹ dân trận đầu cử phách, làm kiếm bang nhất điện phải binh hồi. Diệm tử ai của mình em hãy bình tâm, đối với ta một mạng kim quân là giọt máu của vũ này. Khuyên em không thể xem thường, chỉ vì một phút mờ tâm. Tôi đã từng tung hoành trảm tướng biên cương, thì sợ chi một lâm kỵ dân. Gì? À, thì sợ chi một lâm kỵ lâm kỹ dân của Tống Trào. Thì sợ chi một lâm kỹ dân của Tống Trào. Thì sợ chi một lâm kỹ dân của Tống Trào. Thì sợ chi một lâm kỹ dân của tay. Thì muốn ra tay. Thì muốn ra tay giao đấu với kỹ dân. Rồi. Thì muốn ra tay. Thì muốn ra tay. Rồi. Giao đấu với kỹ dân. Thiệp muốn ra tài giao đấu với kỹ dân, thử xem ai thứ hùng cho biết. Chuyện ra quân đâu phải tật đùa, em mãi ghen hờn chứ phải nào tình trí. Hơn lúc nào hết tôi bình tĩnh hơn ai. Tổng bang kỹ dân trận đầu cử phách, làm kiếm bang nhất điện phải binh hồi. Tiên phương, tiên phương hồi diệp cơ. Dạ. Đâu anh phải la lớn hơn này. Đừng quên trước mặt ta là nhà, đạo nhà ta vẫn là chồng của em. Đạo quân ta mang quyền chánh soái, nên giữ lời giữ ý. Một lời của ta ban ra, cấm, cấm ai dám. Thiên phương hồi diệp cơ. Dạ. Đừng quên trước mặt em là ai nhé. Đạo nhà ta vẫn là chồng của em. Đạo quân ta mang quyền chánh soái, nên giữ lời giữ ý. Một lời ta đã ban ra, cấm, cấm ai